Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh bác sĩ Phạm Quang Nhật. Thì hôm nay bác sĩ Nhật sẽ trao đổi với các bạn một cái chủ đề mà khi các bạn mang thai thường hay có một câu hỏi khi chúng ta đến khám thai, thì chúng ta hay hỏi là: thưa bác sĩ, khi em mang thai thì em nên kiêng ăn gì? Đây là câu hỏi thường hay gặp ở các bạn. Như vậy thì mẹ bầu nên kiêng ăn gì? Ngày hôm nay bác sĩ sẽ trả lời một số câu hỏi cho các bạn về những thức ăn nào chúng ta nên kiêng, những món ăn nếu mẹ bầu sử dụng hoặc ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi, thậm chí có thể gây sảy thai. Như vậy thì mẹ bầu nên kiêng những thực phẩm nào? Thì đầu tiên, có một số loại rau củ quả có thể dẫn tới co thắt tử cung thì các bạn nên chú ý. Thứ nhất là chúng ta hay gặp, đó là rau sam. Rau sam là một loại rau rất tốt, nó có mang tính hàn và nó giải độc rất tốt. Tuy nhiên, chính vì nó mang tính hàn nên trong đông y có thể là dẫn tới cái việc là làm co bóp tử cung nếu các bạn ăn quá nhiều và có thể gây động thai. Thứ hai là dứa hay thơm, thì chúng ta biết rằng là trong dứa hay thơm có một cái tính axit của chất đó là bromelain, thì nó có thể làm mềm và làm co thắt tử cung. Do đó là theo dân gian thì những bạn mà gần sanh á thì chúng ta có thể sử dụng dứa nè, tía tô để có thể mềm cổ tử cung, co thắt tử cung theo thuyết của đông y. Rồi cái tới là rau răm thì các bạn cũng biết rồi, thì cái này là một cái loại rau mà ai cũng biết là trong 3 tháng đầu thai kỳ thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng rau răm hay các bạn ha. Rồi quả đu đủ xanh thì tại sao? Vì người ta thấy rằng quả đu đủ xanh có chứa latex, đó là một số enzyme gây ra co thắt tử cung có thể ảnh hưởng không tốt đến thai. Ngoài ra thì còn có trái chùm ngây ha, có chứa alpha cystosterol có thể ngộ độc nếu mà chúng ta ăn quá nhiều. Rồi các món mặn thì các bạn tất nhiên phải để ý, bởi vì khi mà các bạn mang thai mà các bạn ăn mặn quá thì sẽ ảnh hưởng tới huyết áp và như vậy sẽ gây ra tiền sản giật hoặc là gọi là ngộ độc thai nghén. Các loại cá chứa nhiều thủy ngân các bạn cũng nên để ý nếu chúng ta ăn quá nhiều, như cá hu, cá ngừ, cá kiếm. Chúng ta ăn lượng vừa phải thì có thể, nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều thì cái lượng thủy ngân sẽ tích tụ và đôi khi có thể ảnh hưởng tới thai nhi. Các thức ăn nhanh và đồ hộp thì các bạn biết rồi, là như gà rán nè, hamburger, chúng ta chứa rất là nhiều dầu ở trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao thì nó sẽ biến chất và như vậy nếu mà các bạn thường xuyên sử dụng thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Nó khó tiêu nè, ha, nó có chứa nhiều muối nè, chất bảo quản ha các bạn ha. Và thức ăn để lâu ngày trong tủ lạnh thì có một loại vi khuẩn cực độc ha, đó là Listeria. Cái loại vi khuẩn này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển ha của bé nếu như mà chúng ta để ở trong cái môi trường lạnh lâu ngày, thì cái không vi khuẩn này nó sẽ phát triển hai các bạn ha. Do đó đối với những thức ăn mà để lâu ngày trong tủ lạnh thì các bạn không nên sử dụng. Các loại sữa, các sản phẩm từ sữa, chúng ta nghe bầu thì nên uống sữa. Tuy nhiên, sữa hay các sản phẩm từ sữa mà nếu chưa qua tiệt trùng thì các bạn cũng không nên sử dụng, bởi vì giống như hồi nãy bác sĩ Nhật đề cập, một loại vi khuẩn đó là Listeria ha, đây là một vi khuẩn rất là gây hại cho thai nhi ha, nghiêm trọng là sảy thai, thai dị tật. Các bạn phải chú ý những cái loại rau củ mà đã mọc mầm, chẳng hạn như khoai tây nè, khoai lang nè, ha, quả su su. Nếu các bạn mà thấy rằng là nó có mọc cái mầm ra thì chúng ta không nên ăn, nhớ nha các bạn ha, vì nó chứa khá nhiều chất độc. Rồi, và các bạn chắc cũng từng nghe đó là khoai mì, nhất là những cái loại gọi là khoai mì cao sản, có chứa rất nhiều axit hyaluronic ha, gọi là HCN. Thì cái này nó sẽ làm
cho ngộ độc ha, giống như là chúng ta gọi là ngộ độc thực phẩm nha các bạn ha. Nó sẽ đôi khi nó gây ngộ độc thần kinh các bạn nha. Rồi các bạn bầu thì khi mang thai lại rất thích là ăn các loại ốc. Tuy nhiên chúng ta nên phải để ý những cái loài động vật mà có vỏ thì chứa rất là nhiều ha, những cái con ký sinh ha, những con ký sinh nó rất là thích những cái con động vật mà có vỏ đó ha. Như vậy nếu mà các bạn có sử dụng thì các bạn phải nấu chín để đảm bảo an toàn các bạn ha. Rồi kế tới là gan của động vật ha. Gan của động vật thì nó làm cho dư thừa vitamin A rất nhiều ha. Nếu chúng ta sử dụng quá nhiều gan động vật ha thì như vậy có thể làm tăng nguy cơ dị tật cho thai nhi các bạn ha. Các thức ăn thái nè chưa được nấu chín là tuyệt đối các bạn không được ăn ha. Sushi, sashimi, ồ hấp dẫn vô cùng các bạn ạ. Tuy nhiên nó là một cái rất là hại ha, vì nó chứa có nhiều tác nhân gây bệnh vi khuẩn. Các loại gỏi cá nè ha, bò sống nè, bò tươi sống mà các bạn ăn ha, giống như bình thường thì chúng ta không sao hết ha. Nếu như cùng lắm thì chúng ta có thể ngộ độc một chút, tuy nhiên là khi mang thai thì câu chuyện nó lại khác các bạn ha. Rồi và cái cuối cùng đó là các bạn phải để ý, đó là các loại thức uống đồ ngọt tinh bột, các loại thức uống có ga ha các bạn ha. Đứng đầu bảng là các loại rượu bia là các bạn không được sử dụng rồi ha, vì có thể dẫn tới sự kém phát triển cho thai nhi. Uống các loại cà phê hay là trà đặc thì cũng không được khuyến khích các bạn, bởi vì nó gây chậm hấp thu cho đường tiêu hóa ha các bạn ha, mà đôi khi là chúng ta mất ngủ ha đó. Do đó là khi các bạn mang thai thì chúng ta cần phải có một chế độ ăn thật là lành mạnh nha các bạn ha. Rồi chúng ta hạn chế những cái thức ăn hồi nãy bác sĩ Nhật vừa đề cập cho các bạn ha. Rồi các bạn để ý ha, đồ ngọt nè, những cái thực phẩm mà sống nè ha, những cái thực phẩm chưa qua chế biến nè ha, rồi những cái thực phẩm mà có thể nó chứa ký sinh trùng ha các bạn. Thì như vậy là bác sĩ Nhật đã điểm qua những cái loại thức ăn các bạn nên tránh trong thai kỳ ha các bạn nha. Đó, nếu các bạn thấy rằng là video có nhiều cái điểm hữu ích thì các bạn có thể bấm like hoặc share hoặc nhấn chuông phía bên dưới để bác sĩ Nhật có thể những cái video sau khi up lên YouTube thì YouTube sẽ báo cho các bạn biết để cùng theo dõi những video kế tiếp của bác sĩ Nhật nha các bạn nha. Rồi xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một thai kỳ an vui, khỏe mạnh và cả mẹ và bé đều an toàn. Xin chân thành cảm ơn.